đi từ khái niệm của văn hóa. Văn hóa là gì? Một cái vòng tròn của văn hóa, suy cho cùng chúng ta đặt câu hỏi đầu tiên là văn hóa chính là, đối với doanh nghiệp chính là văn hóa ứng xử với nhau. Nó gọi là văn hóa giao tiếp. Văn hóa trong doanh nghiệp chính là văn hóa về trang phục, tức là lên mặc trang phục thế nào. Văn hóa trong doanh nghiệp chính là văn hóa tương tác bằng văn bản, tức là gửi email như thế nào. Và văn hóa trong doanh nghiệp chính là cái văn hóa về hỗ trợ nhau, nó gọi là văn hóa đoàn kết. Như vậy về mặt căn bản nó chỉ có 4 cái loại văn hóa thôi. 1 là giao tiếp, 2 là trang phục, 3 là tương tác về chuyên môn trong công việc, 4 là hỗ trợ với nhau về công việc. Nó có 4 cái văn hóa đấy thôi. Và tất nhiên để hình thành văn hóa thì bắt đầu xuất hiện có 2 loại doanh nghiệp xây dựng văn hóa. Một loại doanh nghiệp sử dụng toàn bộ bằng pháp trị, tức là cứ động không thực hiện đúng là phạt. Nó cũng sẽ hình thành thôi, nhưng nó rất là khó chịu. Một cái loại văn hóa thứ hai mà một số doanh nghiệp xây dựng là dùng nhân trị, tức là ông sếp làm gương và thường xuyên động viên nhân viên là anh em cố gắng làm theo. Cái này nó gọi là dùng nhân trị. Nhưng pháp trị hay nhân trị chưa quan trọng, vì mục tiêu của văn hóa và chúng ta thực hiện được đúng văn hóa khi cái văn hóa đấy nó lại mang lại cái giá trị cho cái người thực hiện văn hóa. Nó gọi là nhân quả. Một người sống văn hóa thì đời sống của họ tốt hơn. Một người sống không văn hóa thì đời sống của họ tệ hơn, thì đương nhiên họ sẽ thực hiện nếp sống văn hóa. Vậy thì văn hóa hơn để làm gì? Văn hóa hơn để đưa được những cái giá trị, chứng minh cho họ thấy là họ sẽ mang lại những cái giá trị hiệu quả trong công việc. Và nếu có hiệu quả trong công việc thì điểm KPI họ cao hơn, thì mức lương họ cao hơn. Vậy sinh ra văn hóa tốt không phải để phạt, sinh ra văn hóa tốt để thưởng. Và sinh ra văn hóa tốt không phải là động viên, mà sinh văn hóa tốt thì có thưởng, mà có thưởng thì tự khắc họ sẽ văn hóa. Vì vậy thường các đơn vị xây dựng văn hóa bằng 2 cái cách họ hay dùng. Một là nhân trị, làm gương và chia sẻ thay đổi tư tưởng. Cái cách này thì rất khó, chỉ trừ đối với dân trí cao. Cách thứ hai là dùng pháp trị, thì thường dùng với dân trí thấp. Nhưng cái dùng là cái thứ ba là dùng củ cà rốt, tức là treo thưởng nếu thực hiện đúng văn hóa. Tức là chấm cái điểm văn hóa riêng và treo thưởng dùng đúng văn hóa, thì nó không ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà nó có thêm một cái miếng mồi củ cà rốt nữa thì bắt đầu nó sẽ hình thành văn hóa. Và lâu dần nó dùng nhiều rồi thì bắt đầu là có khi không cần cà rốt nữa thì nó cũng thành thói quen và nó hình thành văn hóa. Nhưng một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng thì việc này là ông sếp vẫn phải là người làm gương và xây dựng được luật chơi có lợi cho người ta nếu người ta thực hiện đúng văn hóa. Thì đó là cái quan điểm sống. Về cái quan điểm làm văn hóa của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Và văn hóa là cực kỳ quan trọng bởi vì tầng tầng lớp lớp họ vào. Sau đó nó sẽ tạo ra những cái văn hóa, nó cứ trồng tầng tầng lớp lớp và nó hình thành cái văn hóa của doanh nghiệp. Rồi, tôi chúc bạn là sớm xây dựng được văn hóa doanh nghiệp một cách nó nhịp nhàng và nó không tạo ra một cái rạn nứt nào trong cái quá trình thực hiện đưa cái văn hóa vào trong doanh nghiệp. Rồi, cảm ơn bạn. Tinh thần báo cáo với cả nhà là đến bây giờ là 9:15. Chắc là chúng ta chia sẻ với nhau về Tết Nhất một tí, xong rồi là chúng ta sẽ chia tay nhau. Thế thì hôm nay là cái buổi live stream cuối cùng trong cái năm âm lịch. Và thực ra hôm nay thì cũng rất nhiều tiệc tùng, nhiều việc, nhưng mà cũng cố gắng là dành thời gian để chia sẻ với lại cộng đồng. Và cũng có cái buổi để chúc Tết cộng đồng để chúng ta về ăn Tết. Thì năm nay thì là tôi 29 Tết, 29 tức là ngày kia đấy, thì về ăn Tết ở Nam Định. Quê tôi thì ở Hải Hậu, Nam Định, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định. 29 tôi về, 30 thì đi thăm người chết, tức là thăm tổ tiên những người đã chết rồi đấy, phải ra mộ thắp hương. Mùng 1 thì đi thăm những người trong gia đình còn sống, bố mẹ, các bác, anh chị, cô dì chú bác. Thế còn mùng 2 âm lịch và mùng 3 âm lịch thì ngồi ở nhà và chờ anh em đến chơi. Thì nếu mà anh em nào mà có điều kiện được thì mời anh em về quê tôi chơi, về thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định. Mùng 2, mùng 3 tôi sẽ ở nhà. Và món mà đãi cả nhà chỉ có món cá chấm đen kho thôi, với rau luộc, và uống với nhau ly rượu vang, tâm sự với nhau một vài câu chuyện nhỉ. Thì cứ đến Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Long, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định, thì có dịp thì chúng ta sẽ, các bạn cứ nhắn tin vào trong hòm thư của Facebook, thì chúng ta lại có cái điều kiện ngồi với nhau hàn huyên tâm sự. Và cuối cùng là ra riêng thì chúng ta có cái cơ hội lại gặp nhau trên cộng đồng mạng nếu trong dịp Tết này không gặp được nhau. Và chúc cho cả nhà một cái năm mới an khang thịnh vượng, và rất là lưu ý là giữ gìn sức khỏe trong dịp Tết, đặc biệt không rượu bia và tham gia giao thông. Không chết thì cũng bị thương vì công an thổi cái rất là tốn tiền. Thứ hai nữa là trong quá trình tham gia giao thông thì đặc biệt là tất cả đường xá nó kẹt đường kẹt xá, cho nên là nó rất là nguy hiểm, thì anh em cố gắng đi đứng cẩn thận, nhường nhịn nhau nếu xảy ra va chạm để cho an toàn và vui vẻ trong dịp Tết. Thì chúc cả nhà có một cái Tết an khang, thịnh vượng, an toàn, vui vẻ. Xin chia sẻ và xin chia tay nhau ở đây và hẹn gặp nhau vào năm mới. Xin chào cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0986 77 6622.